Giới thiệu với anh chị là cái nồi đá này đem từ Bắc Hàn về, có ổn á, đem ở bên Trung Quốc, đặt hàng từ bằng ổn ở bên Triều, Bắc Triều Tiên, ở Bắc Triều Tiên chuyển về Trung Quốc, Trung Quốc mới về Việt Nam. Mà cái nồi này giờ ai mà mua lại cũng bán, sợ ta làm món giống mình. Đó, bây giờ mời mấy anh mở cái này ra đi, là nó nhiệt độ chịu được 300 độ C không sao hết. Đó. Và cái nồi này 300 độ C, chỉ cần làm nóng bỏ bò vô là nó chín luôn, chứ mình cũng không cần phải thêm nhiệt gì nữa hết á. 300 độ C bằng đá. 300 độ C dạ. Là mình để bò vô là tự động nó chín luôn, mình không cần phải là thêm nhiệt gì hết á. Mình nung cái này thiệt là nóng, xong mình gia vị các thứ, xong mình bỏ nó vô, xong là coi như mình nấy vô. Rồi, hello Kevin nè. Thank you. That's a good food. Okay. Happy weekend mọi người nha. Happy weekend anh. Quay vừa tay kìa. Đây nè, đó. Người mà đây toàn là đa quốc tịch không à. All right. Cùng một dân tộc nhưng mà đa quốc tịch. All right. Út mở ra đi. Út mở ra đi, tao quay phim Út. Rồi mở đi, quay phim nè. Đó. Đây có lửa quay thiệt màu á. 300 độ. Chín hết trơn rồi. Không, cái nồi đó mình nung 300 độ là không bị bể, chứ không phải mình nấu tới 300 độ đâu. Ok, em để vô mỗi cái đi. Okay, để hai bên rồi. Rồi. Thank you. Ok ha, rồi mọi người có thể tiếp tục. Mở hang lên.